Ok mọi người ơi, thì hiện tại Tâm đã đến nơi của bé chó bị đánh gãy hàm và hư một con mắt rồi nha mọi người. Mắt này bé bị mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa xuống thú y ở dưới Sài Gòn để mà hỗ trợ phẫu thuật lại cái hàm cho bé. Con ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống. Hôm qua là bé bị bỏ ở ngoài đường là trong tình trạng rất là nguy kịch nha mọi người. Nhìn bé rất là thương. Rồi ok, cảm ơn em. Ngoan nha. Trời, nó đánh con hả? Mắt chảy máu xuất huyết luôn hả? Cứu con nha. Đây cái hàm bé bị sưng nha mọi người. Đấy, lệch hàm nha. Mất một con mắt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bé lên xe và về Sài Gòn để mà điều trị cho bé nha mọi người. Tội con quá à. Ai đánh con ác vậy? Chào mọi người, hiện tại thì Tâm đã về với tới địa phận Củ Chi, gần quá Hóc Môn. Thì hiện tại dừng xe lại để mà bơm nước cho bé, hỗ trợ bé tiếp sức nước cho bé. Tại vì thấy bé cũng mệt quá. Vì mới lau mặt mũi đồ cho nó xong. Hiện tại là bé bị vậy nè, là gãy ngang cái hàm luôn nha mọi người. Xuất huyết mắt luôn nha, mắt bị xuất huyết luôn. Đợi chút nha con, gán nha, gán cứu con nha, không con ngoan nha, gán cứu con nha. Hiện tại trời nắng gắt thì đang chuyển sang mưa. Lau mặt đồ cho bé xong. Cố lên nha con, cố tới bệnh viện nha. Cứu con nha, không ngoan nha, không có chết đâu, con khỏe lắm, cố lên. Bắt coi coi. Đây, cái hàm bé nha mọi người. Bị gãy ngang một bên luôn. Ok, hiện tại Tâm đang trên đường từ Tây Ninh về tới Sài Gòn để đưa bé đi chụp X quang và gửi qua bác sĩ để mà phẫu thuật cho bé. Thì tình trạng của bé cũng rất là nguy kịch nha mọi người. Trùng bị đánh mà rớt mắt, với lại hàm nó bị gãy luôn. Bé cũng...
Ok, hiện tại bé đã đến thú y nha mọi người. À, hôm qua em. Dạ, anh cho em mượn cái. Rồi, cái này anh mới vừa chụp luôn nè. Coi thử giùm anh. Bị xuất huyết tụ nhiều lắm á. Tới thú y nha mọi người, Tâm đã đưa bé tới thú y nha. Và bây giờ bác sĩ sẽ theo dõi cho bé và có gì phẫu thuật cho bé. Hiện tại Tâm đã chụp X quang cho bé, bây giờ đang đợi bác sĩ đưa kết quả nha mọi người. Mới chụp X quang xong. Có kết quả xong là qua bên bác sĩ để mà chích thuốc rồi phẫu thuật cho bé. Mấy nhầy luôn. Bọc cá một chút xình luôn.